Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay thì Khang Luxury sẽ giới thiệu đến mọi người một phiên bản Rolex khác ha. Đây là phiên bản Rolex Datejust. Và đây là phiên bản King Jewelry Diamond Dial ha. Tại vì ở cái mặt của nó, như mọi người thấy ở đây là mặt nó mà mặt vàng hồng ha. Và được đính kim cương ở những cái biểu tượng cho số giờ. Và ở dây đeo của nó thì được thiết kế bằng thép không rỉ. Như mọi người thấy ở đây, đây là cái khóa của nó ha, thép không rỉ, nhìn rất là sáng bóng và sang trọng. Tại vì chiếc đồng hồ này còn mới 100%, nên là mình chưa có tháo seal luôn. Seal của nó còn nguyên nè, mọi người thấy không? Seal ở sau khóa này nữa. Và ở đây là hộp thẻ của chiếc đồng hồ Rolex Datejust này nha mọi người. Đây, như mọi người thấy đây là mặt đồng hồ này là mặt vi tính nha mọi người. Nhìn rất là đẹp. Chiếc đồng hồ này có kích thước là 36mm và đồng hồ này dành cho nam nha mọi người. Đây là mặt sau của chiếc đồng hồ. Nếu mọi người quan tâm đến sản phẩm này và muốn được tư vấn chi tiết hơn, mọi người có thể liên hệ đến cái số hotline của Khang Luxury, đó là 0942222092, 0983098800 hoặc 0944003355. Và mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết của chiếc đồng hồ Rolex này thì có thể yêu cầu kết bạn Zalo cái số hotline đó luôn nhé mọi người. Và để đeo thử hoặc là mình cầm trên tay để mình chiêm ngưỡng hoặc trải nghiệm thì mọi người có thể đến cửa hàng của Khang Luxury tại số 151 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video.